Xin kính chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604 ạ. Hiện tại là buổi tối của ngày 13 tháng 6 năm 2023. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến ngập nhà những mặt hàng lan đẹp ạ. Những cái dòng hàng kg và rất là nhiều những cái dòng hàng lan thuần đẹp đáng sưu tầm trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Đầu tiên ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là hôm nay em cập bến một cái lô mạc xuân, hay còn gọi là dòng địa lan mạc quân tử. Một cái dòng hoa thơm và rất là đẹp, nở hoa vào thời điểm Tết ạ. Cái dòng mạc xuân, cô chú anh chị có thể trồng ở những cái khoảnh sân, có thể trồng ở những giỏ hoặc là những cái trồng ở những cái khoảnh sân, những khoảng đất trống đều rất là dễ sống, dễ chăm và có thể bắt được những bạt hoa rất là giá trị và tuyệt vời luôn. Cái dòng mạc xuân này này cô chú anh chị, với giá em bán chỉ có 80.000 cho 1 kg và cái lô hàng về cây đều là thân mập mạp cực kỳ là đẹp luôn ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em có một cái lô đùi gà tròn của vùng Cao Bằng. Hàng về phải nói là vô cùng là đẹp. Bên em cũng đã cắt tỉa hàng rất là kỹ luôn rồi. Cô chú anh chị có thể cùng ngắm cho em. Cái mặt bông của gà tròn vùng Cao Bằng, cô chú anh chị mà nào mà đã được từng thưởng thức chắc chắn đều khẳng định rằng là một cái mặt bông mà hiếm có, vùng miền nào hoa đẹp bằng ạ. Gà tròn vùng Cao Bằng thân gần như gà dẹt nhưng khi sổ hoa mắt nhung đem đẹp tuyệt vời luôn. Em bán với giá ở đây là 180.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng thì em cũng sẽ bán với giá chỉ có 80.000 cho 1 kg thôi. Và bên này đây thì em có dòng lan kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng. Hàng kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng thì thân ngắn nhỏ nhưng mà lại vô cùng là sai bông. Cô chú anh chị mà trồng chậu hay là ghép giò thì thực sự thì nó rất là đẹp. Bởi vì là thân nhỏ nên là cô chú anh chị trồng sẽ được rất là nhiều thân mà đặc biệt là sai bông. Nên mà khi mà lên chậu đặc đến mùa hoa, kể cả ngắm mùa lá cũng rất là tuyệt vời luôn. Em bán với giá chỉ có 220.000 cho 1 kg kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng ạ. Hoặc cô chú anh chị mình có thể mua theo lô cho em này. Đây ạ, lô này em gọi là lô số 1. Lô số 1 cả một cái lô như thế này. Với giá em bán là 85.000, rất là nhiều luôn. Lô số 2 cũng sẽ là... Lô số 1 là... Lô số 2 sẽ là 90.000. Đấy, cô chú anh chị thấy là mỗi một lô rất là nhiều như này. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan nhất điểm hoàng. Một cái phần lan nhất điểm hoàng này thì em bán cả một cái lô như thế này nhá. Với giá chỉ có 40.000 cho một lô thôi ạ. Đây ạ, em có nguyên một cái dề nhất điểm hoàng tròn vo đẹp như thế này này cô chú anh chị. Giá em bán cái dề tròn vo này với giá cũng là 40.000 nhá. Và bên này thì em có 3 phần hạc vĩ của vùng Cao Bằng ạ. Hạc vĩ vùng Cao Bằng thì thực sự phải nói là nó còn hiếm hơn cả phi điệp tím nữa luôn ạ. Chỗ này là cả một cái bụi mà người ta bóc ở trên cây như này. Cái lô này em gọi là lô số 1 này. Với giá em bán là 60.000 cho cái cả cái bụi hạc vĩ này cô chú anh chị. 60.000 cô chú anh chị nhé. Lô số 2 chỗ này là nguyên một dề luôn. Cực đẹp luôn nếu mà khi này sau này nở hoa. Cái dề này em cũng xin phép được bán với giá là 60.000. Và lô số 3 là một cái phần cô chú anh chị về có thể ghép một giò rất là to luôn. Em bán cả lô này với giá là 70.000 này. Và đây ạ, là cái lô giáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng này cô chú anh chị này. Một cái lô giáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng. Thì hôm nay em về rất là nhiều luôn và cô chú anh chị nào có thể đặt xỉ đảm bảo giá cực kỳ là rẻ. Đó. Còn cô chú anh chị mua lẻ thì đây, mua lẻ thì em xin phép được bán với giá sẽ là 190.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Còn xỉ thì em báo giá rẻ nhất trên thị trường luôn ạ. Lẻ là 190.000 trong 1 kg. Thì em sẽ không có bán chọn đâu. Hàng này thì em đã chọn hết rồi cô chú anh chị nhé. Tức là hàng này em đã chọn khi mà em mua với dân rồi. Và cắt tỉa rễ rất là kỹ càng luôn như thế này. Và đã chọn lựa kỹ với dân. Đảm bảo những cây giống khỏe và đẹp. Thì em sẽ không bán chọn những cây to. Và em sẽ bán xô như vậy. Cô chú anh chị mua em bốc xô bán cân 190.000. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan bạch hỏa hoàng cô chú anh chị nhé. Những cái giả hành tròn vo như thế này này.
Cái dòng này thì mặt hoa phải nói là đẹp xuất sắc ạ. Cái mặt hoa của cái dòng lan bạch hỏa hoàng này thì với cánh bông, những giả hành tròn vo như này, bông hoa rất là to luôn nhé. Bông hoa to và cánh trắng, cái lưỡi của nó rất là độc đáo luôn. Lưỡi của nó sẽ là mang hình dáng màu màu vàng cam pha đỏ, rất là nổi bật trên nền hoa bông hoa màu trắng ạ. Và cái dòng lan bạch hỏa hoàng này này, em xin phép bán với giá 260.000 trong 1 kg. Em sẽ bán từ 0,2 kg, với 0,2 cô chú anh chị sẽ được một lượng rất là nhiều luôn. Sẽ được một lượng tầm như thế này, thoải mái cô chú anh chị ghép sưu tầm luôn nhé. Và bên này thì em có cái dòng lan hoàng nhạn. Hoàng nhạn tháng 4, kể cả những cây nhỏ siêu như thế này mà cô chú anh chị cũng thấy là ra những bông hoa to uỳnh này, rất là thơm luôn. Cái dòng lan hoàng nhạn, cái lô này là lô hàng cây giống và thoải mái cô chú anh chị lấy được rất là nhiều cho một cái lượng hàng. Em bán với giá sẽ là 800.000 cho 1 kg. Em bán từ 0,1 kg cô chú anh chị nhé. Hoặc cô chú anh chị mình có thể mua theo lô cho em. Ví dụ như là lô này em gọi là lô số 1 này. Cả một cái lô rất là nhiều cây như thế này em bán chỉ có 50.000 thôi. Đó. Và lô này gọi là lô số 2, chỗ này nó tương ứng với cả 0,1 kg, sẽ là 80.000. Đấy, em sẽ bán từ 0,1 kg. Hoặc cô chú anh chị có thể lấy 50.000 thì em cũng sẽ cân cho cô chú anh chị, sẽ được một cái lượng tầm như thế này cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây thì em có cái cây đây sẽ là cái cây lan thanh đạm sữa, một cái dòng lan rất là dễ thuần dễ chăm với giá chỉ có 60.000 trong 1 kg thôi. Và bên này thì em có hai lô quế tím, lô này gọi là lô số 1 với giá 30.000 cho lô quế tím này, lô số 2 cũng là 30.000. Và tiếp theo là một cái lô dáng hương bạch nhạn, một cái lô duy nhất này, em cũng bán với giá là 30.000 luôn cô chú anh chị này. Và tiếp sang bên này đây thì rất nhiều những cái mặt hàng lan thuần đẹp, máy giá phải nói là vô cùng là yêu thương luôn ạ. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái giỏ giả Hawaii. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Mỗi một chậu giả Hawaii khỏe, đẹp, đang đi ngọn và sẽ cho cô chú anh chị một mùa hoa Tết tuyệt vời. Ít nhất là rơi từ 5-6 thân trở lên như thế này. Em bán với giá chỉ có 110.000 cho một cái giỏ giả Hawaii này thôi cô chú anh chị nhé. Hoa sẽ nở vào thời điểm Tết. Đến cuối năm đảm bảo cô chú anh chị có một cái giỏ lan tuyệt vời ạ. Và tiếp sang bên đây thì đây là những cái giỏ giả hạc Pháp này. Cô chú anh chị nào mà chơi lan lâu rồi chắc chắn là biết được cái vẻ đẹp vô cùng là tuyệt vời và sai bông, độ sai bông tuyệt vời của dòng giả hạc Pháp này, với những bông hoa tím đậm đà đẹp vô cùng luôn. Đó, những bông hoa giả hạc tím đậm rất là đẹp và sai hoa. Những cái cây giả hạc Pháp mà cô chú anh chị nhìn thấy là hiện tại thân nó đã rất là dài này này. Đến khi cuối năm đứng ngọn là những cái thân dài nhất phải cao dài từ hẳn phải đến tầm cả mét, hơn mét trở lên. Thì em bán một cái giỏ giả hạc Pháp nhiều thân đẹp như thế này ạ. Với giá chỉ có 120.000 cho một cái giò giả hạc Pháp này thôi cô chú anh chị nhé. Giả hạc Pháp 120.000 cho một giò. Đấy, một giò phải rơi vào ít nhất là 6-7 thân trở lên. Cô chú anh chị nhìn thấy đấy ạ. Dạ, cô chú anh chị có thể cùng em ngắm cái độ sai bông và đều bông của dòng giả hạc Pháp này. Nó đẹp như thế này cô chú anh chị. Một cái giò giả hạc Pháp đẹp để cô chú anh chị thưởng thức hoa Tết rơi ít nhất là 6 thân như thế này có 120.000. Và sang bên này đây thì em có dòng hạc Vĩ Thiên Cung Lữ Bố. Cô chú anh chị nhìn thấy ạ, một cái giò siêu nhiều thân như thế này. Đó, hạc Vĩ Thiên Cung Lữ Bố với sắc bông hoa đậm đà tuyệt vời như thế này, chứ không phải là như hàng rừng cô chú anh chị nhé. Hàng rừng thì hoa nó sẽ nhạt màu hơn, sắc hồng nhẹ nhàng, còn đây sẽ là một cái sắc hoa tím hồng đậm đà và nổi bật vô cùng như này. Một cái giò như vậy rơi vào ít nhất là 15 thân cho một cái giò như vậy đấy ạ. Và chắc chắn cô chú anh chị sẽ có một cái tác phẩm tuyệt vời đúng không ạ. Em bán với giá chỉ có 150.000 cho một giò. Sang bên này đây cô chú anh chị cùng nhìn cho em, đây sẽ là những cái giò trầm rồng đỏ này. Những cái giò trầm rồng đỏ hàng đi ngọn tuyệt vời như vậy đấy ạ. Dạ, đẹp mê ly như thế này cô chú anh chị nhé. Hàng này đến cuối năm mỗi một thân ít nhất cũng phải cao dài tầm 60 cm. Đó, một cái giò đẹp mỡ màng trầm rồng đỏ rơi vào ít nhất là 5 thân cho một cái chậu như thế này. Và một chậu như vậy em chỉ bán với giá có 130.000 cho một cái giò trầm rồng đỏ đấy thôi cô chú anh chị thấy ạ. Thân ngắn rụt rịt và lá xếp, thân nú đẹp tuyệt vời như thế này. 130.000 cho một cái chậu trầm rồng đỏ. Đó, cô chú anh chị ngắm kỹ cho em, nó rất là đẹp. Chậu nào cũng như chậu nào cô chú anh chị nhé. Yên tâm cho em, đảm bảo hàng đẹp cho cô chú anh chị với giá 130.000 cho một chậu thôi. Và trầm rồng đỏ cũng là một cái dòng hoa nở Tết này. Hoa của trầm rồng đỏ đây, bông hoa cánh bầu rất là to, sai bông tuyệt vời như vậy. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu trầm trắng. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ, những chậu trầm trắng. Trầm trắng hay trầm rồng đỏ đều có những cái vẻ đẹp khác nhau. Màu trắng, màu đỏ thì mang vẻ đẹp mà mạnh mẽ, quyến rũ tuyệt vời, còn màu trắng thì mà mang cái sắc hoa nhẹ nhàng.
Thì em bán cái chầm trắng này, một cái dòng lan hoa cũng rất là thơm, em bán với giá 120.000 cho một giò. Bên này đây thì em có những cái chậu chầm rừng, cô chú anh chị nhìn thấy ạ, hàng hiện tại đang lên mầm mới đẹp tuyệt vời như thế này. Đây là những cái chậu chầm rừng nhá, quá là đẹp luôn đây cô chú anh chị. 130.000 cho một cái chậu chầm rừng đang lên mầm tuyệt vời như vậy đấy ạ. À, sang bên này đây thì em có những cái chậu lan. Đây sẽ là những cái chậu địa lan quân tử ạ. Một cái chậu địa lan quân tử nhiều cặp lá nó đẹp như vậy đấy ạ. Với giá em bán chỉ có 70.000 cho một giò nhé. 70.000 cho một chậu địa lan quân tử. Cô chú anh chị mình có thể trồng trong phòng khách, bàn làm việc hay trong phòng ngủ ạ. Thứ nhất vừa tạo cái không gian xanh. Thứ hai nó vừa đem lại rất là nhiều những tác dụng như là có thể giúp mình lọc bỏ những chất khí độc hại này, và loại bỏ ngay cả những tia sóng từ điện thoại hay tivi. Một cái chậu lan quân tử đẹp như vậy có 70.000 thôi. Và tiếp sang bên này đây thì em có những cái chậu hoàng tử áo trắng ạ. Một cái chậu hoàng tử áo trắng đẹp mỡ màng như thế này, với giá em bán là 130.000 cho một giò hoàng tử áo trắng. Và bên này đây thì em có những cái chậu lan cắt lai a, gọi là cắt mini nhưng mà bông hoa của nó cũng rất là to, hiện tại đang lên rất nhiều mầm đẹp như thế này. Chậu nhiều thân cô chú anh chị nhé, sẽ cho mình hoa quanh năm. Hiện tại em cũng có những chậu nó vẫn còn đang cho nụ này em cô chú anh chị này. 90.000 cho một cái chậu lan cắt lai a, dòng lan cắt mini này này, hoa siêu xinh luôn ạ. Và đây ạ là những cái chậu thiên nga. Đây sẽ là những cái cây thiên nga chuẩn, mặt bông là dòng thiên nga đỏ và đã trồng ổn định trong những cái chậu bằng vỏ thông rồi. Hàng này thì cô chú anh chị về chỉ việc là bỏ phân và tưới hàng ngày thôi cô chú anh chị nhé, chứ không cần phải làm gì nữa đâu ạ. Và đến mùa đông cũng như Tết tới này cô chú anh chị có quyền ngắm những bông hoa tuyệt vời rồi. Cây năm tư, năm thứ năm hết rồi ạ. Một cái chậu thiên nga chuẩn màu sắc đỏ đẹp như thế này với giá em bán chỉ có 110.000 thôi. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những siêu phẩm để cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa Tết hoặc là hoa xuân đẹp. Đây là những cái giò đen rỗ úc mắt đen cô chú anh chị nhé. Ngắm thân lá thôi cô chú anh chị cũng có thể thấy được cái vẻ đẹp mỡ màng của nó ạ. Hàng này thì chắc chắn là sẽ nở hoa vào thời điểm Tết hoặc là đầu xuân rồi. Sẽ rất là sớm sát vào thời điểm Tết rồi cô chú anh chị thấy này. Có một số thân hiện tại đã đứng ngọn như thế này rồi. Mỗi một chậu như vậy phải rơi trên chục thân. Đó, rơi trên chục thân cho một giò như thế này. Chắc chắn là cô chú anh chị sẽ có một cái tác phẩm quá là tuyệt vời đúng không ạ. Và một cái giò lan như thế này thì em xin phép được bán với giá chỉ có 250.000 cho một cái giò đen rỗ úc mắt đen. Cái dòng này thì hoa độ bền trên 2 tháng, cánh hoa tím đậm và khuôn bông tròn rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Đó, thay vì sở hữu những cái cây giò lan hàng hoa Tết của bên Trung Quốc rất là đắt đỏ, thì cô chú anh chị có thể lấy ngay những cái giò thuần của Việt Nam mình rất là rẻ và nhiều thân đẹp như thế này. Và sang bên này đây thì em có những cái giò lan. Đây sẽ là giò năm cánh trắng họng hồng ạ. Một cái chậu năm cánh trắng họng hồng xum xuê như thế này, rơi vào hơn chục thân có 190.000 thôi cô chú anh chị nhé. Hàng này thì cũng sẽ nở hoa Tết. Đến cuối năm mỗi một thân của cái giò này nó phải rơi ít nhất khoảng tầm 80 sen ạ. Và sang bên này đây thì em có những cái cây lan vũ nữ. Những cây lan vũ nữ được coi là đẹp nhất trong tất cả những cái dòng lan vũ nữ và đáng sưu tầm nhất ạ. Đầu tiên thì em có cái dòng lan vũ nữ Socola Baby, những cái giả hành to bự chảng luôn. Dòng này thì cái độ bền của hoa, cái cần hoa, mỗi cần hoa nó phải vươn dài cả mét và phân vô cùng là nhiều nhánh luôn. Đấy, đảm bảo chỉ còn một cái giò lan mà có một nụ thôi, cô chú anh chị có một cái giò hoa đẹp mê mẩn để thưởng thức luôn. Với những cái giả hành to, rất là to bự, đẹp như thế này. Giá em bán là 180.000 cho một cái chậu lan vũ nữ Socola Baby nhá. Và sang bên này đây thì cô chú anh chị cùng nhìn cho em những cái chậu lan hoàng hậu xanh. Những cái chậu lan hoàng hậu xanh nhiều giả hành và đẹp mỡ màng như thế này. Em bán là 140.000 cho một cái chậu vũ nữ hoàng hậu xanh này. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan vũ nữ cam lửa, hay còn gọi là vũ nữ mèo cam, cũng đang có nụ, một cái dòng lan mà có mặt bông cực kỳ là độc đáo và đẹp này. Em bán một cái chậu vũ nữ cam lửa hay là vũ nữ mèo cam, rất là nhiều thân, nhiều giả hành và trang cho nụ như vậy, với giá cũng là 180.000 nhé. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan là bên này sẽ là những cái cây vũ nữ dòng vũ nữ ngọc nữ ạ. Hàng cũng đang nụ và quá nhiều giả hành đẹp như vậy đấy ạ. Với giá cũng sẽ là 180.000 cho một cái chậu ngọc nữ này. Và tiếp sang bên này đây thì rất là nhiều những cái mặt hàng lan đẹp mà đáng sưu tầm. Trong buổi tối ngày hôm nay thì em đã chia ra theo từng hình rồi, để cô chú anh chị mình có thể lựa chọn những cái phần lan gọi là ưng ý nhất cho sân vườn của nhà mình nhé. Xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị. Đầu tiên sẽ là những cái cây lan hài ráp ạ. Một cái lô hài ráp như thế này về cô chú anh chị phải được trồng được ít nhất là 3 giò, dễ thuần dễ chăm. Cái lô hài ráp này em bán với giá là 35.000. Sau bên này đây thì em có những cái hình hài hương. Hài hương trong ít những cái dòng lan hài mà vừa có hương thơm, bông hoa thì to,
phải to bằng cái bát con. Hôm nay thì em sẽ bán những cây hái hương này với giá vô cùng là nhẹ nhàng luôn, cực kỳ là rẻ luôn. Cô chú anh chị sưu tầm này, hình này em gọi là cái hình số 1 nhá. Một cái dề hái hương như thế này bình thường chắc phải rơi ít nhất là 400-500. Thì cái dề hái hương này em xin phép bán hôm nay với giá sẽ là chỉ có 280.000 cho một cái dề hái hương rất là đẹp như thế này đấy ạ. Hình số 1 ạ. Hình hái hương số 2, một cái dề hái hương rất là xinh như thế này, với giá em bán sẽ là 160.000 ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 3. Cả cái phần hái hương này em bán với giá chỉ có 120.000 luôn cô chú anh chị nhé. Dàng hàng giảm giá cực kỳ là sâu. Và hình tiếp theo, hình hái hương số 3, một cái phần hái hương này có 3 cây như thế này, 120.000. Hình hái hương số 4 ạ. Một phần hình hái hương số 4 là một cái cây mẹ con bản lá rất là to và đẹp như thế này. Thì cái hình hái hương số 4 này, một cái cây hái hương to và rất là đẹp như vậy ạ. Em xin phép được bán với giá sẽ là 120.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình hái hương số 6 này, một cũng là nguyên một cái dề hái hương bản lá to và đẹp như vậy đấy ạ. Cái hình này em xin phép được bán cả dề này với giá sẽ là 220.000. Và hình tiếp theo sẽ là cái hình số 7 ạ. Hình hái hương số 7 là một cái phần mà có 3 cây này cô chú anh chị này, 3 cây hái hương như vậy. Đó, bình thường phải tầm hơn 200.000 thì hôm nay em để với giá là 180.000 đi ạ. Và tiếp theo sang bên này đây sẽ là hình hài hương số 8. Là một cái cũng là một cái dề hài hương mẹ con và chân tím, lá tròn mít rất là đẹp luôn. Cái dề này thì cực phải nói là vô cùng đẹp. Cái dề hài hương này em cũng xin phép được bán với giá đẹp lắm của chú anh chị ạ. Dề này này, lá tròn rất là đẹp, em bán 200.000. Sang bên này đây sẽ là những cái hình dáng hương đuôi cáo. Đuôi cáo thì em có bán hàng cân nhá. Như lúc nãy em đã nói rồi đấy ạ, em có bán hàng cân. Hoặc cô chú anh chị mình chọn theo hình ở đây cho em. Cô chú anh chị nếu như muốn kỹ chọn theo hình ở đây cho em thì em có hình này gọi là hình số 9 này. Hình này có 5 cây, rất là nhiều những cây lá xếp xinh và đẹp như thế này. Hình này em xin phép được bán với giá sẽ là 130.000. Cái mùa này sẽ là mùa ghép cáo đẹp nhất nhá. Hình này thì có nhiều cây lá xếp rất là đẹp ạ. Tiếp theo sẽ là hình số 10. Hình này cũng có 5 cây và hình này em bán với giá là 120.000. Hình này cũng lá xếp đẹp. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 11 ạ. Hình này 4 cây to bự luôn cô chú anh chị này, 4 cây to bự luôn. Hình này em cũng xin phép được bán 4 cây rất là to này, em bán với giá là 130.000. Và hình tiếp theo, hình số 12 ạ. 4 cây cũng rất là to, 130.000. Và hình số 13, 6 cây luôn cô chú anh chị nhé. 6 cây này, xin phép em bán với giá cũng là 140.000 cho hình này. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 14. Cái hình này thì có đến 14 cây luôn nhá. 14 cây này em bán với giá là 120.000. Và hình số 15. Hình số 15 này em có 8 cây ạ. 8 cây này em cũng bán với giá là 130.000 này. Tiếp theo sẽ là hình số 16. Cái lô này cũng là 8 cây. 8 cây này em bán là 110.000. Và hình tiếp theo là hình số 17. Hình này có 13 cây. 13 cây em bán hình này với giá là 120.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 18, là những cây cáo giống nhỏ rất là xinh. Hình này có đến 22 cây luôn, em bán với giá là 120.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 19 ạ. Hình này có 9 cây nhá, chị nhá. 9 cây, hình này em bán với giá cũng là 120.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 20 ạ. Hình này có 4 cây rất là to này cô chú anh chị này, 4 cây này với cô chú anh chị làm một chậu cực đẹp luôn. Hình này em bán với giá cũng 4 cây này, 130.000. Và sang hình tiếp theo là hình số 21, 8 cây ạ. 8 cây to đẹp luôn ạ. Hình này em bán 130.000. Và hình số 22 ạ. Hình này có 13 cây này, 13 cây này em bán với giá là 110.000. Và hình tiếp theo, hình 23. Hình này có 11 cây cô chú anh chị ạ. 11 cây, 120.000, cây nhỡ rất là đẹp. Và hình số 24, cái hình này có 9 cây ạ. 9 cây ở hình 24 này em bán là 120.000. Là cô chú anh chị nếu như không muốn thuần cáo ạ, mùa này thuần cáo tốt nhất trong năm đấy cô chú anh chị. Mùa hoa là mùa ghép cáo, cây sẽ trồng khoảng tầm 1 tuần thôi là ra rễ mầm luôn cô chú anh chị nhá. Cái mùa này này. Còn nếu mà không, cô chú anh chị có thể lấy cho em những cái giò cáo mà hiện tại đang thuần ở trong chậu như thế này. Ở chậu này em gọi là cái chậu số 25 này. Chậu số 25 cô chú anh chị thấy là đang có hai cái vòi nụ dài. Cây to mập khỏe ở đây, em xin phép được bán 222.000, 220.000 cho chậu này. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 26 ạ. Cô chú anh chị cùng em ngắm, đây đang có hai cái mặt bông cáo nở. Đó,
Bông này có hoa cánh mai rất là đẹp luôn này. Thơm lắm cô chú anh chị ạ. Cái bông này thì đang chuẩn bị bung lụa thôi. Đó, một cái giò cáo mà đang có 3 cây như thế này. Xin phép em bán chậu này với giá sẽ là 180.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 27. Cái chậu 27 này thì cũng đang bung lụa đây cô chú anh chị. Bông hoa cáo rất nở, rất là sai dày bông như thế này. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em, bông hoa cáo cực kỳ là xinh. Cái giò cáo này em cũng xin phép được bán với giá là bao nhiêu ạ? Chậu cáo này là có 5 cây cô chú anh chị nhá. 5 cây và 3 vòi hoa hiện tại đang nở. 2 vòi và còn 1 vòi nụ bên kia. Cái chậu này em xin phép được bán là 200.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 28 này. Cái chậu cáo 28 này cô chú anh chị, chậu này là 4 cây. 4 cây cáo lá xếp này hôm nay. Thơm tuyệt vời luôn. Cái giò này em xin phép được bán với giá cũng là 200.000 đi ạ. Hôm nay em sẽ bán cực rẻ cho cô chú anh chị luôn. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 39 ạ. Chậu này thì rất nhiều cây. Rất nhiều cây luôn. Chậu này cô chú anh chị trồng đến sang năm thì đẹp thôi rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cây to luôn. 6 cây cáo to và đẹp như vậy ạ. Cái giò này em xin phép được bán với giá sẽ là 250.000 cho chậu cáo này cô chú anh chị nhé. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 30. Cái chậu cáo này. Chậu cáo xinh hình số 30 này em xin phép được bán 180.000. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 31 này. Chậu này những cây cáo cần hoa rất là dài và đẹp luôn. Cái bông hoa này này. Đang có hai cái vòi bông ở đây cô chú anh chị này. Hai cái mặt bông rất là đẹp. Và cái chậu cáo này em xin phép được bán với giá 200.000 cho cô chú anh chị nhé. 200.000 cây rất là to luôn ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 23. Cái giò cáo 23 này em xin phép được bán với giá là 180.000 cho chậu cáo 23. Hình tiếp theo sẽ là hình 24. Em còn có những cái cây phú thọ. Hình tiếp theo sẽ là hình số 33. 33 sẽ là những cái cây phú thọ. Cây này hai nụ quá khỏe đẹp luôn để cô chú anh chị về thưởng thức hoa luôn. Một ki trên thân đẹp, rất là đẹp. Hình 33 này em xin phép được bán với giá là 110.000 nhá cô chú anh chị nhá. Hàng chuẩn mặt bông cây giống luôn, 5 cánh trắng phú thọ này. Rồi ạ, tiếp sang bên này đây sẽ là hình phú thọ số 34. Cái chậu này cũng đang hai nụ cực đẹp, ki trên thân mầm gốc này. Cái giò này em xin phép bán 120.000 ạ, phú thọ nhá. Một cái dòng lan cơ sở của dòng lan va ạ. Tiếp sang bên này đây thì em có cái chậu này gọi là chậu số 35. Cái giò số 35 này cũng đang nụ này, mầm gốc ki trên thân. Giò này em cũng bán với giá là 120.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 36. Giò này em đang có nụ ở đây. Đó. Ki trên thân và mầm gốc rất là đẹp này. Em bán cái chậu này với giá là 120.000 cho giò này nhá. Phú thọ. Tại đây cũng là dòng cánh 5 cánh trắng, đó là dòng 5 cánh trắng HO. Trước đây một thời làm mưa làm gió những dòng 5 cánh trắng HO này mỗi một sen trên chục gần chục triệu một sen ạ. Thì bây giờ một chậu 5 cánh trắng HO hàng chuẩn mặt bông cây giống, thân dài, mầm gốc lên siêu đẹp như thế này. Cả một chậu vừa ki vừa mầm gốc đẹp như vậy, chiều dài khoảng tầm 70 cho đến 1 mét luôn. Giá em bán chỉ có là 120.000 cho một giò. Và bên này đây ạ, em có một cái chậu hài gấm gọi là cái hình 37 ạ. Bông hài gấm mà mặt hoa xanh nhé cô chú anh chị nhé. Lá xanh rất là đẹp luôn. Em thấy là hài gấm bình thường bông hoa vàng như hài gấm chậu này bông hoa xanh. Đẹp lắm cô chú anh chị. Em bán cái chậu hài gấm này với giá sẽ là 100.000. Em không biết là cái giá trị như nào nhưng mà bông hoa này em nhìn thấy rất là khác biệt luôn. Bông hài gấm này này. Sang bên này sẽ là những cái bảng phi điệp vàng. Chờ đợi cho một mùa vàng của tháng 8 đây ạ. Một cái giò phi điệp vàng hình 38 thân dài nuột như thế này. Hiện tại chắc chắn năm nay cô chú anh chị được thưởng thức mùa hoa quá đẹp từ ba cái thân phi điệp vàng dài thượt này. Ngoài ra rất là nhiều thân, thêm nhiều những cái thân nhỏ bên dưới là những cái mầm để sang năm cô chú anh chị có một cái giò tác phẩm tuyệt vời nhá. Cái giò phi điệp vàng này em bán là 140.000 này. Là giò 38 ạ, giò 39 cũng quá đẹp luôn đấy cô chú anh chị. Thân dài mượt mà siêu VIP đẹp như thế này ạ. Cái giò phi điệp vàng này em xin phép được bán là 160.000 cho giò 39 ạ. Tiếp theo sẽ là giò 40. Giò 40 phi điệp vàng này em bán với giá sẽ là 130.000 cho giò 40 nhé, của chú anh chị nhé. Và hình 41 đây ạ, 41 phi điệp vàng.
với giá em bán là 130.000 và 42 cũng cực kỳ là đẹp luôn ạ. 42 cũng rất là đẹp đây cô chú anh chị. Đó, chắc chắn là cô chú anh chị sẽ có một mùa hoa quá tuyệt vời vì đẹp vàng này. 140.000 cho giỏ 42. Sang bên này đây sẽ là hình những hình tổ quạ. Hình tổ quạ 44 đây cô chú anh chị này. Mùa này là cái thời tiết nắng nóng như thế này thì những cây tổ quạ này, cô chú anh chị mà trong vườn có vài cây tổ quạ thì em nghĩ rằng là sẽ là một cái điều rất là tuyệt vời. Cái cây tổ quạ này thứ nhất là nó vừa tạo cái không gian cảnh rất là đẹp, tiểu cảnh đẹp. Cái thứ hai, cây tổ quạ này nó có thể giữ ẩm rất là tốt, tạo độ mát, độ dâm và giữ ẩm rất là tốt. Cái phần gốc này này, nó giữ ẩm rất là tốt luôn cô chú anh chị nhé. Nên là vừa tạo độ ẩm vừa làm mát vườn thì trong cái mùa nắng nóng, thời tiết nắng nóng này cô chú anh chị có vài cái tổ quạ trong vườn thì thực sự là một cái điều quá là tuyệt vời ạ. Cái hình tổ quạ số 44 này có hai cây tổ quạ luôn và hình này em bán là 40.000. Hình này em xin phép được bán là 45.000 cho hình này nhé cô chú anh chị nhé. Hình tiếp theo sẽ là hình 45, là một cái cây tổ quạ tròn vo, xinh đẹp như vậy, 30.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 46, cái cây tổ quạ này. Em xin phép được bán nó với giá là 25.000. Và sang hình tiếp theo 47 ạ, một cái cây tổ quạ rất là to, đẹp như này. Em bán cái hình 47 này 35.000. Và hình 48 là cái cây tổ quạ này, em xin phép được bán với giá là 30.000. Và hình 40, hình số 49 ạ, một cái cây tổ quạ rất là to ở đây. Xin phép em bán cây tổ quạ này với giá là 50.000. Cái này là cái lá cây, nó hứng cái lá cây mùn cây này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 50, cái cây tổ quạ 50 này. Em xin phép được bán cũng với giá là 30.000, một cây tổ quạ tròn rất là đẹp. Và mùa này thì cái cây tổ quạ em đang hái ở cái thời điểm là khô nên là vận chuyển rất là nhẹ luôn cô chú anh chị nhé. Rất là nhẹ luôn. Phần này cô chú anh chị mà tưới nước vào thì giữ ẩm cực kỳ là tốt. Nên là khi mà cô chú anh chị có trong vườn ấy, cái cây này nó sẽ giúp tỏa cái hơi ẩm cho cái vườn ấy, tạo độ mát, tỏa hơi ẩm nhá. Hình 51 30.000 và hình số 52, cây tổ quạ rất là to này, em bán là 40.000 này. Bên này thì em có những chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan ạ. Vỏ thông em có đủ size luôn nhá, 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn, đồng giá là 20.000 cho 1kg, rêu rừng là 50.000 cho 1kg. Các chế phẩm dành cho hoa lan ở đây, bên này em có Atonic 12.000 cho 1 gói ạ. Duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, Hùng Nguyễn 25.000 cho 1 lọ, 5.000 cho 1 cặp dưỡng chất AB, giá là 85.000 cho 1 lọ nhé. Và Super Thai hormone tăng trưởng với giá 50.000 cho 1 lọ. B1 Thái cung cấp giải độc cho cây với giá là 30.000 cho 1 lọ, liền da Mỹ Tiến 40.000 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000, siêu da dễ N3M với giá 30.000 cho 1 lọ. 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 cho 1 lọ. 3 loại phân bón lá đồng giá sẽ là 35.000 cho 1 lọ. Cắt tan đặc trị thối nhũn 40.000 cho 1 lọ. Và Kim Kim Bôn cũng là dòng đặc trị thối nhũn, em bán với giá 25.000 cho 1 gói này. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 cho 1 túi này. Dây buộc lan chiều dài 100m, rau cắt kèm theo tiện dụng 35.000 cho 1 cuộn. Và bên này thì em có phân bón chuồn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 cho 1 gói. Phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ vịt chuối, phân trâu, rỗ tương, đã ủ men vi sinh, ủ kháng nấm trong trên 2 tháng. Sản phẩm này em bán với giá là 35.000 cho 1 túi. Một cái sản phẩm nói là cực kỳ là hoàn hảo luôn. Ngoài cung cấp giá trị dinh dưỡng tối ưu, bởi ngoài phân trung nó còn có cả dịch chuối và đậu tương nữa. Cái thứ hai mà em cảm thấy vô cùng là thích ở cái sản phẩm này đó là thoải mái cô chú anh chị bón hay trộn với cả giá thể mà không sợ ảnh hưởng đến cây, giúp cây phát triển một cách tuyệt vời luôn cô chú anh chị nhé. Bên này thì em có một cái phần cẩm báo cô chú anh chị này, phần cẩm báo rất là đẹp luôn và hiện tại em thấy là cây đang nụ đấy ạ. Cái lô cẩm báo này em xin phép được bán với giá sẽ là 50.000 cho lô cẩm báo này. Cái lô kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng, em bán cả lô này với giá là 150.000 nhá. Ồ, ở đây em còn có một cái giò phi điệp vàng 43 rất là nhiều thân và đẹp như thế này đấy ạ. 140.000 cho cái giò phi điệp vàng 43 này. Bên này thì em có mật ong rừng, mật ong khoái rừng. Đảm bảo chất lượng thơm ngon và là một cái mà cô chú anh chị có thể sử dụng để làm thuốc tuyệt vời luôn, mật ong khoái. Giá em bán là 230.000 cho 1kg cả sáp này. Đấy, cả hàng cả sáp nguyên tổ ngon đẹp như thế này cô chú anh chị nhé. Hàng này thì đảm bảo là hàng chuẩn rừng luôn ạ. Và mùa này thì cái là cái mùa mật ong
là cái mùa mật ong mà cô chú anh chị nếu như bỏ qua cái mùa mật ong, nếu như cô chú anh chị mà muốn lấy cái mật ong ấy thì đây là cái thời điểm mùa đẹp nhất trong năm để cô chú anh chị lấy mật ong cô chú anh chị nhé. Ngoài ra em vẫn có sản phẩm đó là dinh tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ, 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một lọ tinh dầu hồi như vậy em bán với giá là 50.000 cho một lọ. Có rất là nhiều những cái dạng, em có 3 loại, đó là dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt, hoàn toàn từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng cô chú anh chị nhé. Những cái giọt tinh dầu hồi này thì nó đem lại rất là nhiều những tác dụng tuyệt vời như là diệt khuẩn này, làm sạch không khí ạ, và mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị có những cái cảm giác thư giãn, an thần và giảm đau rất là hiệu quả người nóng rát ạ. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay mà bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi ạ. Em xin phép dừng clip ở đây.